chân tướng và quá trình phạm tội của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội. Tối 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 22 tháng 1 tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để điều tra làm rõ hành vi sát hại chị LTTL, sinh năm 2003, ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, cơ quan điều tra xác định vào ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và liên hệ được chị LTTL. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 16 tháng 2, Hào hẹn gặp chị LTTL tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40, ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị LTTL tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào được chị LTTL dẫn lên phòng tầng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị LTTL đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóc cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị LTTL chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị LTTL làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ 36C, ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, công an phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội giám định ADN của đối tượng Hào, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện giám đốc công an thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.